Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Final Fantasy 15. Ok, thì ở phần trước mình đã lấy được cây kiếm của một vị vua cổ đại. Thì bây giờ mình tiếp theo là mình sẽ đi lấy cái qua lăng mộ tiếp theo để lấy thêm cái vũ khí mới. So, okay. Just how many of these powers are out there? There are 13 on the map. Nhau nè. Tại gì? Oh, con nó gia nhập mình luôn. Thằng này trâu dữ vậy ta. 3k4 máu. Holy shit. Hey. Okay. You all right? Yes, sir. I'm fine, sir. Đồ này xa dữ ta. Me too. Toast just doesn't say. Nó cũng nằm ngay phía bên kia của cái chỗ cái lăng này. Long years ago, we waged a fierce battle here against the Empire. It all went to ruin. And after that, the Empire moved in like it owned the place. Ở chỗ này là từng là chiến trường giữa mình và với lại cái phe bên kia. Thì sau cái chiến tranh á, sau cái tranh giành lãnh thổ này thì mình quay trở lại. Thì tự nhiên cái bên phe địch quay lại đây chiếm chiếm luôn cái khu này. Mình không kịp trở tay nên mất luôn cả cái khúc này. Thì cái bên phe địch chắc cũng đang muốn kiếm cái sức mạnh từ mấy cây vũ khí cổ đại như của mình. Nên chắc mới đi chiếm đóng cái khu này. Đây. Đây. Ô, có gì nè? Bioplaster. Here's where we go our separate ways. Take this key. It unlocks the doors to the other tombs. Seek them out and lay claim to the power they hold. You'll need it. And what will you do? Keep an eye on the Nifs. Find out what they're up to. But you should focus on your own task. I will. You take care. Okay. Rồi, lại đi vào mấy cái lăng mộ nữa. Keep it real, huh? Huh? Look. There's a door. What is this place? It appears to have been a shelter. People lived here? Those seeking refuge from war, most likely. Wars. What are they good for? Wonder if they... cái tầng hầm này là đã từng cho những người dân tị nạn đi đào cái hầm ở dưới đây để sống. Sure, hope it holds up. Cái này ngoằn ngoèo dữ vậy ta. Holy. Đóng luôn. I hate that. I can feel eyes on us. The second we turn our backs, bam! Could be in a wuss. What was that? My bad. Kicked the can. You are killing me here, big guy. Are you trying to give me a heart? Hello? Anybody home? Chỗ này rối quá. Không biết đi đường nào luôn á. People like died here and their tormented souls just sort of remained behind. Maybe thanh niên Prompto nó nhiều thế ta. Whatever it is, it's playing with us. Hey, wait. Tiếng nãy đâu vậy trời? Bummer, it's locked.
Bị khóa rồi. Doesn't even open, huh? Got worked up for nothing. Gì vậy? À, mấy này là những cái nguyên tố để tạo nên mấy cái ma thuật. Có cái đường đi xuống nữa này. Kinh dữ. Đây. Kiếm ra đường rồi. Đây đây. Cái gì vậy? Ui trời ơi. Cái hang này có khi nào nó sập xuống không trời? Mình đi lộn đường hết à. Cái gì vậy? Mình lại bêm nhau nữa. Này. Con gì vậy? Quỷ lùn nè. Be nice to brighten things up in here. First time here, right? Looks it. Đi bên này rồi. Có cái kẻ nè. Ok. Kinh đi, lùn quá. Cho mình đi mấy cái chỗ này thôi. Thôi mình xin về sớm mấy bạn ơi. Ôi, gì vậy? Cửa tự động à? Cửa tự động luôn à? Cái tiếng của cửa mở cũng ghê nè. Ôi trời ơi. Hey. Wait. Hear that? Ooh, this looks promising. Ominous sort of way. Shop. Chỗ này. Ui, con gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Một con nhện à. Ấy sao bị đứng rồi? Ai? Oh shit. Gì nó? Anh em. Cái gì? Mấy cái tia gì này? Ôi trời ơi. Ê, mình hết mana nữa rồi. Ủa, nhờ anh em mạnh dưới rồi nè. Mày. Ôi, lại bấm hụt rồi. Con đây. Ok. Tự xem chết rồi chứ.
Megalisir. Cái này dùng để tăng cái thanh máu giả của các bạn. Thì trong Final Fantasy có, này có hai loại máu. Mấy bạn thấy đôi lúc mình đánh nhau á sẽ thành máu trắng, mà đôi lúc sẽ có thành máu màu xám. Thì máu màu xám là thanh máu không, đó là thanh máu chính của các bạn. Còn thanh máu màu trắng là thanh máu giả. Thì lúc mà thanh máu màu trắng nó rút hết thì bắt đầu thanh máu màu xám nó sẽ rút từ từ xuống. Nhưng mà thanh máu màu trắng thì nó hồi lại nhanh hơn thanh máu màu xám. Thì cái hình ảnh là dùng để hồi lại cả thanh máu màu xám cho mình á. Ok, mình được vũ khí vậy. Nguyên cái rìu luôn à. Ngon thế. Ok, ngon lành. Wow. So Noct borrows the old king's powers. More or less. Okay, được nguyên cái rêu luôn. The copycat king. Adeline. Well, what's it like? Like I've got some tricks up my sleeve. No need to put on a magic show for us. But it never hurt to practice. Let's make track. Okay, bây giờ mình đã có hai vũ khí rồi. Nó rồi nhằm làm nhiệm vụ chính. Thì nhiệm vụ này sẽ là giành lại một cái cửa khẩu của đất nước của mình. Thì theo các bạn đó, nếu các bạn đã theo dõi phần trước thì thấy là bây giờ cái bên phe địch tụi nó đã chặn cái cửa khẩu rồi. Thì trong cái nhiệm vụ chính này mình sẽ đi giật giành lại cái cửa khẩu đó, hay là mình đánh úp đó. Hey. What are you after this time? Hey, come again. Okay. Giờ mình phải đi gặp cái bà sứ giả. Không, đây là bà cận thần của mình vậy. Đi gặp bà để bàn về chiến thuật. It should be a nice change of pace.
think I got a pebble in my shoe. Take it out. Ủa, yeah. Mấy con này này gì vậy? Nó quýnh mình hả? Ok. Level 9. Mày con, không quýnh lại đi, tao quýnh mày. Ý. Ok, ngon lành. Ở này có thịt thu ăn. Nằm trong cái hẻm đá nữa ta. Ok. From here we will split into two groups. Prince Noctis, please join the marshal up ahead. The rest of you will assist me in the diversionary effort. See you guys later. You go give them hell. We'll do this. Ok, giờ mình chia ra làm hai nhóm. Thì mình sẽ đi với cái ông Core hồi nãy để tấn công trực diện. Còn ba người bạn của mình với lại bà kia thì sẽ đi tấn công bên bạn. Nói chung là đánh úp đấy mà. Once we're in, we launch our ambush, pushing out while support pushes in, crushing the enemy from both sides. Okay. Nghe hay đó, nhưng mà không biết làm được không? Ôi, cái chỗ này không phải là cái cửa khẩu hồi nãy, nãy là mình nhầm. Cái chỗ này là cái giống như nãy các bạn nhớ cái lúc mà mình vô lăng mộ thì ông kho ông đi cái chỗ khác á, thì ông đi thăm dò cái này, nó lại là cái base của tụi kia. Mày lộn rồi. Phát chết luôn rồi. Mày... Ủa cái cây rìu mạnh dữ ta, quất phát 2000. Hết mana rồi, làm sao đây? Ủa, có lính bắn tỉa trên nữa. Căng nha. Hết mana rồi. Không bay lên được, ok. Cái gì bọn này căng thế? Ai? 4-5 thằng dưới đây luôn sao chơi. Này đánh úp cái gì chơi. Các bạn thấy cái cây rìu này mạnh nhưng mà nó rút máu của mình cũng ghê lắm.
Đấy. Như vậy không có dùng cái rìu rồi. Mỗi lần xài cái rìu là máu nó bị rút. Đấy con. Càng quýnh nữa trời. Ôi, sao nhiều lính bắn tỉa thế. Bắn hụt nữa. Ây da, cái bọn này. Ây. Ok. Còn em nữa. Ace. Mày. Còn em nữa. Ê, rồi hết máu rồi. Chết nó cù. Nó còn thằng này nữa. Thế còn là nếu các bạn thấy không, cái máu màu trắng của mình nó hồi lại sau khi mỗi lần rời khỏi combat. Còn cái máu màu xám thì nó hồi lại lâu hơn cho dù mình có rời khỏi combat đi nữa. Đấy, thấy cái cửa khẩu rồi. Thì nếu mình biết cái chỗ này là cái cửa khẩu của bên kia. Chứ không phải cái cửa khẩu mà chặn ngay cái chỗ cung điện của mình. Thanks to you we were spared their attention. Nguyên cái con tàu luôn. Đợt này căng nha. Well, if it isn't Kor the Immortal. So, you survived the Citadel. But you won't survive what I have in store for you. It's past time your legend came to an end. Đến boss rồi. Boss này trông căng nha. Boss này căng đấy. Ôi, nguyên con robot luôn. Ui giời ơi. Trông anh ấy kìa. Đây đây đây, căng nha căng nha. Đây. Úi dồi ôi, bắn kìa. Why? Kinh thế. Bắn phát mình chết luôn. Ôi lời ơi. Mấy cái máu còn xám là hết là mình kết thúc game đấy. Ngồi bắn hoa tiện. Mày còn nhau là phải xử lý mấy cái thằng đứng xa bắn lén chứ. Ui giời ơi, trông nó kìa. Ui, level 22 kìa. Mình mới level 9 đây. Rồi chơi khó gì vậy. Quýnh không xin nhê luôn. Ôi mẹ ơi. Giết hết mấy này hết. Cái thằng này dài, dài thế. Thầy. Ui giời. Ôi chết, thằng Ignis của mình đây. Ây da, ai cứu nó coi. Căng thế trời.
Ok, sắp sẵn rồi. Cố lên. Ok, còn xíu nữa hả? Hey, bùm. Thắng chưa? Ok, ngon. Ôi giời, còn nó nữa. Chẳng phết. Impressive. Seeing you in action puts my mind at ease. It's clear I don't need to worry anymore. I'll return to watching the NIFs. Till next time. Take care. Okay, bye chú. Ok, giờ mình đánh vỡ được cái cửa khẩu của nó rồi. Tiếp theo là tới cửa khẩu cung điện của mình, nhưng mà chắc cái đó còn xa quá. Đây. It's so bad out here once you get used to it. Still a lot we haven't seen though. And a lot for us to do. Yeah. Buck up. We're just getting started. Ôi sao cho mình buồn thế nha. Phải vui chứ. Đánh chết hết tụi nó rồi. Wow. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào kỳ sau. Và chào các bạn.